Không biết Đức Phật có hiểu được nỗi lòng của mình không? Nhưng mà chắc chắn mình sai. Bởi vì chính ngày xưa Đức Phật cũng xa rời chốn ồn não, buông bỏ hết tất cả. Đức Phật là người có tất cả, nhưng Ngài buông bỏ tất cả. Sự ra đi vĩ đại đó mới đem tới ánh đạo giác ngộ. Còn mình mang tiếng xuất gia, tứ đại giai không, bốn bể là nhà, chứ gom, xin lỗi, đôi dép cũng gom, cái bọc ni lông cũng cột lại. Cái gì cũng ham, cái gì cũng thích hết, chỉ có cái đầu trọc thôi à, mà thích đủ thứ hết. Nhắc với nhau, nói với nhau, có khi cũng không vui, mặt lớn mày nhỏ. Không biết quý cô làm sao chứ mấy thầy nhiều khi cũng có nha. Nhắc nhở nhau á, cũng giận hờn. Ông nói nhiều quá, biết rồi. Qua bữa sau cũng y chang vậy. Cho nên có những khi chúng ta tu tập, chúng ta không cần nói năng, mà chỉ cần chuyển tải cái năng lượng tích cực từ nơi tâm thanh tịnh của mình. Làm sao để người đối diện, đối tượng đó cũng cảm nhận được những điều mình muốn gửi gắm, để họ cũng được an tịnh giống chúng ta. Đó là một con đường rất nghệ thuật của một hành giả. Hôm nay chúng tôi xin phép được trình bày với đại chúng về nghệ thuật này qua chủ đề chấm dứt con đường ngôn ngữ. Chắc chắn là không phải mình im lặng, tại vì cái tánh của mình là cái tánh thèo lẻo, cái tánh nhiều chuyện, mà kêu mình im cũng mệt lắm á, mình cũng bực mình nữa. Tánh mình lách chách, mình quen xí xô xí xào như chợt chìm tàu á. Cái kiểu quen nói rồi, thấy là nói liền, thấy là nói liền. Nhưng bây giờ kêu mình nín là khổ lắm, khó nín lắm. Cho nên mình phải nói. Nhưng mà mình nói xong á, thì người ta đau khổ, mà mình cũng không rút kinh nghiệm. Mình nói xong á, là người ta buồn, mà mình cũng cứ nói hoài. Ai góp ý gì nó tôi vậy đó, tánh tôi vậy, tôi thẳng thắn vậy đó, tôi nói vậy thôi, ai cũng nghe, nghe thôi. Trời đất ơi, thất bại rồi. Mình là một hành giả, lời nói của mình, việc làm của mình phải đem tới sự tĩnh lạc cho mình, cho người, thì đó mới được gọi là sa môn. Ngôn hạnh hoang sơ hư triêm tính thí, Tổ Quy Sơn đã nhắc chúng ta như vậy. Hãy mà nói và làm mà nó hoang đàng. Hoang đàng ở đây đó, tức là nó bậy nữa đó, nó tào lao. Nói mà nó không có cái mục đích để đem tới tuệ giác và tăng trưởng tuệ giác cho mình và cho người khác, thì cái đó gọi là ngôn hạnh hoang sơ. Thì chỉ luống cơm áo của thí chủ đàn na cúng dường. Tổ răng nhắc nhẹ chúng ta như vậy. Cho nên khi mà học Đại Thừa Khởi Tính Luận đó, của Bồ Tát Mã Minh, chúng tôi thấy rất là hay ở cái chỗ Ngài dạy dỗ một hành giả dụng công thật sự là làm sao phải đạt tới trình độ gọi là gì? Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tức là con đường ngôn ngữ phải cắt đứt. Là không phải chúng ta im lặng đâu, không phải chúng ta tu tịnh khẩu là chúng ta im mà ai nói gì cái mình im, mình lắc đầu, gật đầu. Cái đó miệng không nói mà trong ý của mình nó khởi lên cũng vô đó à. Đó gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là con đường của lời nói nó chấm dứt, tức là không để cho người khác phiền do vướng chấp vào ngôn ngữ. Thì chúng ta đồng với lại cái nghĩa đó cũng có thể hiểu rằng văn tự cũng phải chấm dứt. Hay nói khác hơn, tức là hình thức. Tất cả những hình thức gì nó không cần thiết. Khi mà hành giả nhích một bước nữa là đạt tới đỉnh cao của sự tĩnh lạc. Nói theo thiền học tức là đập bể thùng sơn. Tâm hành xứ diệt chính là chỗ này. Tức là ngay cả cái việc mà khởi lên cái ý nghĩ về sự tu tập của chúng ta cũng dứt bặt. Cái đó gọi là tâm hành xứ diệt. Tức là cái chỗ dụng tâm của chúng ta nó cũng dứt. Cái đó mới gọi là tu như vô tu. Nhưng mà khó lắm. Không tin hỏi quý ni sư mà có nhận đệ tử đi, kêu mình nín được không? Trời, có nhiều đứa nó hư ghê lắm nha.
chúng tôi có đệ tử chúng tôi biết, cho nên phải nhắc nhở. Nó mới vô mà, à nó muốn thành Phật liền không à. Thì mình biết rồi, con ơi con, mấy cái này sư phụ có trải qua hết rồi. Nó vô là không ăn chiều, nó là không ngủ. Tại vì mình đọc luật đó, mà thấy Cao Phong Diệu thiền sư tam niên lập nguyện bất chim sàng trắng. Thiền sư Cao Phong Diệu 3 năm lập nguyện không dính chiếu, lưng không dính chiếu. Trời ơi mình thích quá đi. Mình cũng lý tưởng tu tập, cho nên mình cũng lập nhiều cái công hạnh rồi, ghê gớm lắm. Mình nhắc nhở đệ tử, nhiều khi nó còn nói mình á, hình như sư phụ sanh tật. Sư phụ hay la, sư phụ hay nói này nói kia. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nhận đệ tử, nuôi đệ tử là cả một vấn đề. Vậy đó, chứ mình la nó cái nó xách gỗ nó đi à. Ngày xưa thầy mình la, mình đánh, mình đuổi mình còn chưa dám đi nữa. Phải không sư Minh Nguyệt? Sư Tịnh Nhẫn, dám đi không? Chỗ mình mà bỏ thầy tổ mình đi là nhục dữ lắm á. Cái đó mà mua kem chống nhục về mà quét lên cái mặt của mình 8 lớp cũng chưa hết nhục nữa. Cha mẹ mình cũng xấu hổ với xóm làng, với đạo tràng nữa, phải không? Còn bây giờ mình chưa kịp nói nữa là nó chuẩn bị ba lô sẵn rồi. Chỉ cần một cái cú chót thôi. Con thưa sư phụ, con hết duyên rồi. Trời Phật Thánh Thần. Chứ lúc mà xách túi tới đây nó nói cái gì? Có duyên mới tới đây tu tập. Giờ giận cái thôi, buồn cái thôi, tức cái thôi. Nó sẵn sàng, nó quên đi. Quên đi chí nguyện tu tập. Cho mình làm thầy cũng khó. Rồi bực lên mình la. La không khéo rồi nó chụp hình, nó quay phim lại, nó ghi âm lại, nó quăng lên mạng. Cái đó mà muối mặt luôn á. Bây giờ là thời đại công nghệ mà, ai là cái người có thể dập được cơn bão truyền thông? Quý vị thấy không? Từ năm ngoái tới năm nay Phật giáo dài 3 tháng là có xì căng đan. Hết chuyện này tới chuyện kia tới chuyện nọ. Do đâu? Rồi á, có nhiều vị sư phụ thì cũng mệt với đệ tử quá, cho nên viết giấy từ mặt. Nhiều đứa đệ tử nó cũng trời ơi đất hỡi, nó sống cái kiểu mà giọng đầu xuống đất, chổng cẳng lên trời đó, ai chịu cho nổi nó. Kỳ cục. Không có giải quyết được từ mặt. Nhưng mà mình phải giải quyết theo luật thôi. Luật Đức Phật dạy rồi. Hễ mà người đó trong trú xứ có thể lực, có tài lực, mà làm nhiều điều phi pháp, ảnh hưởng tới tăng đoàn, ảnh hưởng tới sự tịnh tu của đại chúng, thậm chí còn phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, mình diệt tận được không? Diệt tận không được, nó lì, nó không chịu đi. Rồi nó là con của quan tể tướng, quan huyện, rồi làm sao? Dùng quân đội rồi áp lực, mình làm cách nào? Đức Phật dạy, đem y bác của cái anh đó, chị đó, đem ra khỏi cương giới, bỏ ra ngoài cương giới. Tức là một cách để thông báo với mọi người rằng người này không thuộc trụ xứ của tôi, không nằm trong cương giới sinh hoạt của cái nhóm chư tăng chư ni ở trong trụ xứ đó. Nhẹ nhàng vậy thôi, chứ không có cãi giả không gì. Trong luật Đức Phật có dạy rõ này, trong tứ phân luật. Nhưng mà luật Đức Phật dạy vậy chứ bây giờ chúng ta làm không được. Rất là khó làm, khó làm vô cùng. Quý cô đó thì có khi là những đứa con gái của Như Lai thì còn nhẹ nhàng, còn dễ sai, dễ biểu hơn là Nam Nhi. Mấy thầy nhiều cái khó khăn, khó giải quyết vô cùng. Hai chùa kế nhau, thưa nhau. Chùa này thưa chùa kia là làm nhà lấn mái lấn đất gì qua. Trong khi cái ông này thì ông lấn ra cả thước trời, ông nói, ông đi thưa cái ông kia. Tới trên kia xuống giải quyết, trời ơi cha nội ơi, ông cũng có ra cái đấm ớt đấm rau gì đâu à, đi thưa người ta. Mà quê quá, mắc cỡ. Cho nên có những lúc chúng ta cũng phải dừng lại cái con đường ngôn ngữ. Khi mình cảm thấy rằng lời nói của mình nó không đem tới sự tịnh lạc cho người khác và cho chính bản thân mình. Có khi mình tức quá mình nói, mình không kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Và có khi là do mình giận hờn, mình lẫy,
Cái này hình như mấy cô thì bị hơi nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã quan tâm. Cái này là đích thân tôi có nghe nha. Tôi nghe một ni sư đó là la đệ tử mà nói kiểu đó đó. Tôi tới chùa để giảng, ngổ vào phòng khách rồi sao hai thầy trò. Đại khái cái câu chuyện là ni sư này bị bệnh, rồi cái cô đệ tử là đi học ở xa mà hình như là không có nghe lời. Đi học rồi đi luôn không về. Rồi tới ni sư này bệnh đó, ở bệnh viện, rồi tới chừng mới vừa xuất viện về thì cô đó hay chạy tới để thăm, chạy về để thăm thầy tổ mình. Ni sư nói: "Cảm ơn chị quan tâm. Tôi chưa có chết." Trời ơi, mình nghe mình thấy nó đắng cay cuộc đời làm sao đó. Tôi đâu có bỏ qua. Xong rồi tới chừng ra thì sư đó ra để mà thưa, để thỉnh lên giảng á. Tôi hỏi liền, tôi hỏi tại sao ni sư nói câu đó. Cái này là rà trúng đài. 15 phút trúc chưa hết bầu tâm sự. Tôi nghĩ là chắc ni sư này cũng bức xúc nhiều chuyện lắm, hoặc là cũng thế nào đó, ấm ức gì, cũng buồn phiền gì đệ tử, cho nên tôi cũng im lặng. Xong rồi cái ni sư đó ngưng, cái chúng tôi mới hỏi chứ: "Ni sư, nói ra câu đó rồi lòng có thanh thản hơn không? Hay là trong lòng vẫn còn có những nỗi buồn? Tại vì sao? Ta chỉ giận những người ta yêu nhất, và ta buồn những kẻ ta thương. Còn những kẻ bên đường xa lạ, ta khoanh tay chẳng có gì vấn vương." Đúng không quý vị? Nói những cái câu mà đầy trách hờn, đầy thống trách đó, có nghĩa là giận, còn buồn, tức là còn thương. Thì thôi, trong lòng mình còn có nhau thì mình nói những câu gì cho nó ngọt ngào. Gặp nhau thoáng chốc cuộc đời, xin đừng quán trách nặng lời với nhau. Mai kia dầu có bạc đầu, cũng từng một chút trước sau cõi này. Nhưng mà khó. Cho nên ít nhiều gì, dù chúng ta mang tướng đầu tròn áo vuông, nhưng mà khi mà dụng công tu tập chưa có nhiều, thì cái tánh thường tình của cái sự tham chấp, của giận hờn, nó vẫn còn ở trong tâm của chúng ta. Và nếu như chúng ta đem ra chúng ta sử dụng nhiều, thì rất có thể người đối diện sẽ mệt mỏi với chúng ta, và bản thân chúng ta cũng mệt mỏi. Không riêng gì mấy cô đâu, chính bản thân tôi, chúng tôi cũng có khi cũng giận chú thì giả. Giận thì giả. Giận hoài, 2-3 ngày giận lần. Không phải chú không ngoan, nhưng mà nói đường chú làm nẻo, chú mau quên. Nói trước là quên sao, không biết kiểu gì nó già ghê, mới cái 20 mấy tuổi mà nó mau quên ghê lắm. Chúng tôi giận nó: "Con tu chắc mau thành Phật lắm, cần phải quên hết đi." Rồi không đem thuốc cho uống. Chúng tôi là không có nhớ thuốc, để chú lấy thuốc cho uống. Nhưng mà chú quên đưa thuốc uống là mình không có khỏe. Cho nên là tới chừng chú đi đến 3 đồng 7 đổ đâu chú làm gì, cái nhớ chừng là đem thuốc sư phụ uống. Giận không uống, quay mặt bên: "Không uống, uống đi." Nó: "Con đâu có bệnh đâu, con uống." Nó: "Uống đi, không bổ bề ngang cũng bổ bề dầu, không uống nữa." Giận rồi. Có lắm lúc chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì những cái bản chất thường tình của con người, cái bản chất phàm phu của mình bắt đầu nó biểu hiện ra, thì chúng ta làm gì? Chúng ta cần phải tỉnh giác trong những lúc này để kiểm soát cảm xúc. Nếu như mình cảm thấy mình đang không vui, mình đang bực, đang phiền não, thì tốt nhất mình im lặng. Mình im lặng, mình không nói. Cái này gọi là tạm dừng lại cái ngôn ngữ. Vậy tại vì khi mình nói ra, có khi những lời nói nó làm tổn thương, dù lời nói gió bay, nhưng cái vết thương lòng của cái người đối diện nó sẽ còn hoài. Để kể lại đại chúng nghe một cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật với du sĩ khổ hạnh Vatchago, rất là hay. Cuộc đối thoại này rất là thiền. Thì du sĩ Vatchago, ông ta tới thăm Đức Phật. Ông hỏi rằng: "Này Sa môn Cồ Đàm, có một linh hồn hay không?" Đức Phật im lặng không trả lời. Lát sau ông lại hỏi: "Thưa Sa môn Cồ Đàm,
Như vậy là không có linh hồn phải không? Đức Phật cũng im lặng, không trả lời. Ông du sĩ này thấy hỏi có, Đức Phật cũng im lặng. Mà hỏi không, Đức Phật cũng im lặng, như vậy là sao? Đức Phật không thèm nói gì hết, nín thinh. Ông ngồi hơi chắc mệt hay sao, đứng dậy chào Đức Phật đi về. Thì tôn giả A Nan làm thị giả đứng kế bên thắc mắc, mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn không trả lời cho du sĩ Vatchagon? Tôn giả A Nan thắc mắc hỏi. Bắt đầu Đức Phật mới giải thích. Đức Phật mới giải thích ý nghĩa. Nếu như câu thứ nhất ông ta hỏi có một linh hồn hay không, mình trả lời có, thì sẽ vướng vào có. Mà trả lời không, thì sẽ vướng vào không. Trong khi linh hồn không thể nói có hay là nói không, vì nó là một dòng chuyển hóa tiếp nối, cho nên nó chợt có chợt không. Nếu nó có là phải đưa ra cái gì để chứng minh rằng nó có một cái hình trạng gì đó rõ ràng bằng sở hữu vật chất. Vì ông du sĩ này muốn bắt bí Đức Phật, cho nên Đức Phật nói có như thế, lấy cái gì để chứng minh. Còn nếu nói rằng không, tại sao vẫn có cái sự sống tiếp nối sau cái chết? Cho nên Đức Phật im lặng. Đến câu hỏi thứ hai, ông khẳng định lại, như vậy là không có linh hồn phải không? Đức Phật thấy cái ông này ông căng quá cho nên im lặng. Ông muốn có cũng được, ông muốn không cũng được. Bởi vì Đức Phật giải thích ra kiểu gì ông này cũng sẽ không chấp nhận cái kiểu chất vấn của ông ta. Cho nên trong đời sống tu tập của mình, chúng tôi nghĩ rằng là thỉnh thoảng mình cũng phải im lặng một chút. Không phải im lặng để chúng ta ôm hết oán trách, giận hờn vào trong lòng. Chúng ta im lặng để chúng ta soi thấu được rằng tâm hành của chúng ta là gì. Tức là những sự vận hành trong suy nghĩ, trong tư duy, trong tâm thức của chúng ta là cái gì. Để chúng ta nói ra thì chúng ta có thể chuyển tới sự tịnh lạc cho người đối diện, cho người xung quanh hay không, để tránh bớt đi những lỗi lầm không đáng có. Chắc có lẽ quý cô thì ít gặp hơn, nhưng mà các thầy thì thường hay bị chất vấn, nhất là những thầy mà đi tham gia cái công tác giảng dạy thường xuyên bị chất vấn. Hỏi có những câu hỏi nó hỏi không có đầu không đuôi không gì hết, rồi mình cũng không biết phải trả lời như thế nào. Có khi họ hỏi, họ cố tình họ gài bẫy. Và có một vài vị thầy anh em của mình đã sập bẫy. Nó hỏi hơi cái mình bực mình, mình la nó, mình nạt nó, nó ghi âm hết, nó ném lên trên mạng đó. Giảng sư nổi tiếng nó sân như quỷ. Bị rồi, một số thầy mình bị. Cho nên con đường ngôn ngữ là con đường của phương tiện. Và người xuất gia của chúng ta là phải khéo sử dụng phương tiện để chúng ta đi đến cứu cánh. Tất cả các pháp đều là phương tiện, thì cho dù ngôn ngữ, lời nói, văn tự để diễn tả đạo lý đi chăng nữa, chúng ta cũng phải dừng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo mà có thể nói ra thì đạo đó không còn là đạo nữa. Chúng ta phải nắm được cái nguyên lý này. Ngôn ngữ vẫn là phương tiện, văn tự cũng là phương tiện. Và làm sao chúng ta dùng cái phương tiện này cho thật là phù hợp, để giúp cho người đối diện cũng có xác định được thú hướng của mình và mục đích của mình, đó là cứu cánh. Không khéo thì người ta lại vướng kẹt vào trong ngôn ngữ, và người ta chấp chặt vào ngôn ngữ thì người ta lại đi lệch. Cho nên trong kinh Lăng Già, Đức Phật nói giáo pháp cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng, giáo pháp như tiêu nguyệt chỉ. Tức là giáo pháp như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay là phương tiện để định hướng thôi, còn cái điểm đích của chúng ta ngắm đến đó là mặt trăng. Nhưng mà vô tình chúng ta quá chú trọng vào trong cái cách chỉ, cho nên người ta bị kẹt bởi ngón tay mà không thấy mặt trăng.
Người ta chỉ nhìn thấy ngón tay chứ không nhìn thấy được mặt trăng, thì đó là lỗi của cái người sử dụng phương tiện không đúng hoặc không khéo. Trong truyền thống của thiền cũng có những cuộc đối thoại tương tự như là sự im lặng của Đức Phật đối với lại du sĩ khổ hạnh Vatsyagun. Có một hôm thì một vị thiền sư tới thăm, một thiền sinh tới tham vấn một vị thiền sư. Theo truyền thống thì vị thiền sinh này mà muốn vào được tham vấn đều được thị giả mời cho uống một chén trà. Thiền sư này là Ngài Triệu Châu. Tức là ai tới tham vấn Ngài đó thì thị giả sẽ mời ngồi đó chờ và rót một chung trà uống. Thì khi mà uống trà xong thì vị thiền sinh này mới hỏi Ngài Triệu Châu rằng: Bạch Hòa Thượng, con chó có Phật tánh không? Ngài Triệu Châu không trả lời mà bảo là uống trà đi. Tự nhiên ta tới hỏi có Phật tánh, con chó có Phật tánh không? Ngài không trả lời có hay không, bảo uống trà. Uống trà rồi thôi phải cáo lui, chứ đâu có được ngồi đó hoài. Rồi tới một vị thiền sinh khác vào tham yết, thì thị giả cũng rót một chung trà mời. Thì vị thiền sinh thứ hai cũng chắp tay lại thưa: Bạch Hòa Thượng, vậy con chó không có Phật tánh phải không? Ngài Triệu Châu cũng không trả lời có hay không, cũng bảo uống trà đi. Sau khi vị thiền sinh thứ hai này đi rồi thì cái người thị giả của Hòa Thượng mới chắp tay thưa rằng là: Bạch Thầy, tại sao vậy? Tại sao cái vị thiền sinh thứ nhất hỏi con chó có Phật tánh hay không, Ngài không trả lời, Ngài kêu uống trà đi? Vậy thì cái vị thiền sinh thứ hai tới hỏi con chó như vậy là không có Phật tánh, Thầy cũng không trả lời là có hay không, bảo người ta uống trà đi là nghĩa thế nào? Xin Thầy cắt nghĩa cho con được hiểu. Rốt cuộc là con chó có Phật tánh hay là không có Phật tánh? Mà tại sao Thầy lại im lặng không trả lời? Ngài Triệu Châu cũng im lặng, kêu thiền giả uống trà đi. Từ đó về sau cái giai thoại này nó trở thành một giai thoại đẹp trong thiền học. Và uống trà đi trở thành một cái câu khẩu đầu thiền mà chúng ta hay nói với nhau, với một mục đích duy nhất, đó là cắt đứt đi những vọng tưởng điên đảo, những suy nghĩ. Nó sẽ xa rời cái tự tánh thanh tịnh của mình. Cái ông thiền sinh thứ nhất đi tới thì ổng nhoi nói về Phật tánh có. Thì nếu nó có thì ổng bám vào cái có đó. Ông thứ hai cũng nhoi muốn Ngài nói là không, trả lời không thì ông này cũng bị vướng vào trong đó. Phật tánh có hay không chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là mình thấy được cái tự tánh của mình và sống với chân tâm tự tánh của mình. Muốn sống với tự tánh của mình thì mình phải cắt đứt hết tất cả các duyên. Giá biên na biên ưng dụng bất khuyết chính là chỗ này. Tức là bạn phải sống với lại chân tâm thuần tịnh của bạn, thì hành giả đó nhất định là phải không khởi lên vọng tưởng, không trú chấp vào bất kỳ một văn tự, một chữ nghĩa nào. Cho nên chung trà của Ngài Triệu Châu trở thành một chung trà đặc biệt ở cửa thiền. Ngài kêu uống trà đi là Ngài nhắc rồi đó, đừng suy nghĩ lu bu nữa, đừng vọng tưởng nữa. Hãy dứt vọng tưởng là tâm của mình an tịnh. Chuyện đó không có dính lý gì tới con chó có Phật tánh hay không có Phật tánh, pháp đúng hay pháp sai, pháp thiện hay pháp ác nữa. Phương pháp của thiền là cắt đứt con đường nói năng và dập tắt khung trời khái niệm. Trong đó, hành giả cứ say mê tiếp tục với những tư duy tìm kiếm, những ý niệm mà cố gắng để tìm hiểu thực tại, trong khi thực tại nó là một sự thật nhiệm màu, nó vượt ra ngoài phạm trù của ngôn ngữ, của văn tự. Lời nói và chữ nghĩa nó không có gói được cái thực tại nhiệm màu đó.
mà mình thì cứ bám vào trong những cái văn tự đó để mà mình chuyển tại, mình đi tìm lấy cái thực tại nhiệm màu thì chắc chắn không thể được, không có khái niệm. Bây giờ chúng ta nói cái tách trà, cái tách nước này đi, thì bây giờ nó có cái tên là tách nước và nó có cái hình dáng là tròn tròn trắng trắng có thể chứa được nước này, cái đó là khái niệm. Cho dù cái tách trà này có hiện hữu trước mắt hay không có hiện hữu trước mắt, chúng ta nói tới cái tách trà là chúng ta lập tức có ngay cái hình ảnh này ở trong đầu của mình. Thí dụ như tôi cầm viên phấn, tôi viết bảng, tôi nói viên phấn như thế này, nó dài dài, nó trắng trắng, nhưng mà khi tôi giấu viên phấn sau lưng, tôi nói có viên phấn viết bảng, thì lập tức các cô cũng có thể biết được viên phấn nó như thế nào, nó có hình dáng ra làm sao và nó có cái tên gọi như thế nào, lập tức nó khởi lên. Hành giả phải biết cho được rằng tất cả những thứ đó là khái niệm. Mà chúng ta đi duy trì khái niệm, đi tìm tòi khái niệm bằng những cái tư duy xa rời cái thực tại, mà chúng ta làm sao chúng ta tìm được cái thực tại trong cái phương pháp đó? Không thể tìm được. Tất cả những khái niệm này nó chỉ là giả định thôi. Bây giờ cái tách người ta làm vuông được không? Làm vuông cũng được, miễn sao đựng được nước thôi, chứ đâu có phải đợi tròn. Bây giờ người ta làm màu đỏ được không? Ta không làm màu trắng. Cho nên khái niệm nó vốn cũng không thật. Và cái tên này là mình đưa ra là cái tách, nhưng ở đây mình kêu cái tách chứ ngoài Bắc người ta kêu cái cốc. Ta kêu là cái cốc. Rồi ở nước Mỹ, nước Canada, nước Maroc thì nó kêu bằng một cái danh từ khác, cái ngôn ngữ khác để chỉ cái này. Cho nên quan trọng là cái cảm nhận được nó, để giữ được tâm an trú trong thực tại, cái đó mới là cái quan trọng. Còn bạn cứ bám theo những tư duy, suy nghĩ về khái niệm của nó, về tên gọi của nó, về hình dáng của nó, là bạn đã rời xa thực tại nhiệm màu rồi. Cho nên ngôn ngữ phải chấm dứt. Ngôn ngữ đạo đoạn, tức là cắt đứt con đường ngôn ngữ. Còn tâm hành xứ diệt, tức là chúng ta phải vượt ra khỏi cái vùng trời của sự tư duy bằng khái niệm. Đừng để tâm ý của chúng ta bám vào trong những cái khái niệm là như thế này là đúng, như thế kia là không đúng. Tức là chúng ta bị kẹt vào trong tứ cú sanh diệt, tức là có không, hoặc không có, hoặc không này vân vân, hoặc sanh hoặc diệt. Đi tìm những ý niệm đó để mong tỏ ngộ được sự thật, đây là một việc làm không đúng. Không bao giờ chúng ta tìm được sự thật khi chúng ta bám víu vào những khái niệm. Cho nên những cái câu uống trà đi, uống trà đi, uống trà đi của Ngài Triệu Châu mà lặp đi lặp lại 3 lần cho 3 người, tức là Ngài nhắc nhở rằng con hãy chấm dứt con đường suy tư đi, con hãy dập tắt vùng trời khái niệm đi, thì con mới có cơ hội để tiếp xúc với sự thật hiện hữu nhiệm màu đang có ở trước mắt. Cái đó không dùng khái niệm để diễn tả, không dùng ngôn ngữ để biểu đạt, con phải vượt ra ngoài cái vùng trời đó. Cho nên tới hỏi đạo các vị thiền sư, đa phần các vị thiền sư đều nói trống lảng, đều nói không dính nhập gì tới câu hỏi hết, trả lời như vậy. Mình đọc những cái giai thoại thiền đó, chúng ta thấy là vị thiền sư này sao lạ vậy. Nhưng mà thực ra cái dụng tâm giáo hóa của các ngài là muốn trao gửi một cái bức thông điệp đến các hành giả, hãy chấm dứt con đường ngôn ngữ. Có vị thiền sinh tới hỏi một vị thiền sư, đại ý Phật Pháp là gì? Ngài trả lời, trời hôm nay sáng quá, mây xanh nhiều quá. Không dính líu gì tới câu hỏi người ta hết. Cho nên người học đạo cần phải dụng công tu tập để làm sao chúng ta tăng thêm cái cơ hội tiếp xúc với thực tại. Mà trước mắt phải nhận ra được rằng cái con đường ngôn ngữ hết sức là phiền phức. Nó phiền phức vô cùng. Cái này chúng tôi có kinh nghiệm. Bởi vì chúng tôi nói với chú thị giả, nhờ chú thị giả xuống nói với thầy tri sự, thầy quản chúng, hoặc là nhờ kêu ai nói gì, chú xuống chú nói, không biết nói kiểu gì, cái người kia là không đúng ý mình. Cho nên nhiều khi mình làm thầy, mình tu cũng không có ra đám hành, đám tổ gì hết.
bực mình liền. Tại vì mình thấy mình làm thầy, nó mấy đứa con lu bu quá đi, sư phụ nói mà không có lo nghe, không có chịu hiểu. Từ đây đi xuống dưới bếp có một đoạn đường 100-200 thước thôi, mà cũng nói sai, nói không đúng ý, rồi làm không đúng ý. Quý vị thấy không? Mình đánh mất đi cái sự thật nhiệm màu của mình. Và mình đang bị kẹt vào khái niệm, đang bị dính vào trong cái ngôn ngữ. Đệ tử mình không hiểu cái cách của mình nói, không là mình đã buồn rồi. Rồi nó làm không đúng với lại suy nghĩ của mình là mình đã giận rồi. Có phải nó phiền phức không? Nói chi tới cái thực tại nhiệm màu xa vời quá. Cho nên gần đây có một số đạo tràng tổ chức tu tịnh khẩu đó, tôi không nói chuyện, im lặng. Nếu mà về hình thức thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách này nó cũng có thể đối trị được với lại mấy cái bà tám. Tại vì vô đạo tràng mà cứ nhoi nhoi, cứ nói chuyện xì xầm hoài, sao người ta yên được. Cho nên là cứ im lặng. Nhưng quan trọng là tịnh khẩu nghiệp, tức là giữ cho cái nghiệp của cái miệng mình nó thanh tịnh, cái đó mới là quan trọng. Còn mình im mình không nói, mà ở trong bụng mình suy nghĩ đủ điều hết, thì cái không nói đó nó không có giá trị gì cả. Ở đó chúng tôi học chung với lại sư Giác Thành. Xin lỗi thượng tọa Giác Thành đã viên tịch rồi, cách đây 10 mấy năm rồi. Thì sau khi học xong đó, thì tôi với lại sư Giác Thành ở lại trường, không có đi học nữa, để làm giáo thọ cho trường năm 1998 ở Đại Tùng Lâm. Nhưng mà sau đó đó thì thượng tọa Giác Thành có những cái cải cách trong cái việc điều hành đại chúng của trường Đại Tùng Lâm. Tại sư Giác Thành là làm trưởng điều hành, thì ban giám hiệu không có đồng ý với cái cách mà của sư Giác Thành. Ở đây mình không có bàn tới cái chuyện ai đúng ai sai, nhưng mà sư Giác Thành buồn. Buồn cái xin nghỉ dạy, xin nghỉ dạy rồi nhập thất. Thì trên đường mà từ viện chuyên tu đi qua bên trường chúng tôi dạy học á, là chúng tôi đi ngang cái chỗ cái dãy nhà mà sư Giác Thành ở. Thì thấy sư ngồi nhổ cỏ thì cũng xà xuống nói chuyện. Tôi hơi nhiều chuyện chút, tánh cũng hơi nhiều chuyện, ngồi xuống nói đủ thứ chuyện, cái sư im lu không trả lời. Tự nhiên nói hơi có khoảng 2-3 phút cái mình thấy ủa sao kỳ kỳ vậy. Trong bụng nghĩ là ông sư cũng bệnh hay sao á, ông đau răng cái gì không nói được. Có hỏi sư bị sao vậy, bị sưng nú răng hả? Cũng lắc đầu. Nói cái gì cũng lắc đầu hết là sao? Công viết xuống đất tịnh khẩu. Trời ơi tức như điên vậy. Sao không chịu nói sớm để cho người ta biết, ta khỏi nói chuyện. Xong rồi cái đi về. Đi về rồi tuần sau tự nhiên quên cái chuyện, quên cái chuyện thảy tịnh khẩu đi. Đi ngang gặp thầy ngồi. Thì sư Giác Thành là nổi tiếng là khắc khổ, đi bộ từ Đà Nẵng vô Đại Tùng Lâm để vô để mà cầu học khóa 1 ở tại trường Đại Tùng Lâm năm 90 đó. Sư rất là có hạnh, đặc biệt là có cái tài viết chữ đẹp vô cùng, là viết đẹp. Thì sư là tu theo hệ phái khất sĩ, tu có công, sư có hạnh lắm, hiền lành. Ai cũng có thể ăn hiếp, cũng nạt nộ, sư cũng cười vậy thôi. Thì thấy sư ngồi mà nhổ cỏ ngoài nắng mà đội cái nón lá, nón lá tè, nón lá rách, thấy hơi lạ lạ. Cái tôi mới đi ngay, tôi nói ủa sư kiếm đâu ra cái nón lá đội vậy, nón lá tè đội vậy. Sư nói ngày hôm qua thấy ai bỏ ngoài cây gốc cây rồi lượm lên vô. Cái sư đang nói nữa chừng cái sư nói ý quên. Tức là ổng đang tịnh khẩu rồi mình hỏi rồi ổng quên, ổng trả lời. Mà ông trả lời vừa xong cái ông nói ý quên, thì thôi người ta nín luôn luôn đi. Còn ý quên, ý ẹ làm chi nữa. Nhưng mà thấy mắc cười lắm. Chúng tôi cũng cảm thấy mắc cười, rồi chúng tôi cười. Rồi sư cũng cười, sư rất là hoan hỷ. Tức là sư không có trách mình là đi tới là làm rộn ràng, sư phá sư cái gì hết á. Sư không hề nghĩ cái chuyện đó. Chúng tôi mới sáp lại, chúng tôi nói đi. Đức Phật đâu có cấm mình nói. Cái lúc nào cần nói thì mình nói, còn lúc nào không cần nói thì mình im. Những khi mình im mà mình phải quán chiếu cho được cái con đường ngôn ngữ này dẫn chúng ta đi tới đâu, thì cái im lặng đó mới là im lặng của Bậc Thánh, mà trong thiền gọi là im lặng sấm sét đó.
Tức là diễn tả là cái im lặng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm nhìn vào vách núi không nói một lời, dù cho bên ngoài có bao nhiêu người cầu đạo, nhất là Ngài Huệ Khả là thần quan. Ngài Huệ Khả có tên là thần quan, tức là bên ngoài cầu đạo cũng không quay mặt ra. Cái im lặng đó gọi là cái im lặng sấm sét. Rồi cái chúng tôi nói vậy, cái hai người cái xề xò cái nói chuyện với nhau rồi hết tịnh khẩu luôn. Nhớ hoài, đó là một kỷ niệm đẹp. Thì trong câu chuyện thiền sư Triệu Châu mà chúng tôi kể cho đại chúng nghe, ba lần nó uống trà đi với ba đối tượng cũng không ngoài mục đích là giúp cho các hành giả đó cắt đứt con đường suy tư và dập tắt khung trời khái niệm bằng ngôn ngữ, để giúp cho các vị đó tìm lại sự thật nhiệm màu đang có trong cuộc sống. Nó không định ước bởi khái niệm tư duy và ngôn ngữ chọn lựa để gì biểu đạt. Thì trở lại cái câu chuyện mà Đức Phật im lặng trước du sĩ khổ hạnh Vatchago, tôi nghĩ cũng giống như thế này. Tức là sự im lặng của Đức Phật cũng nhằm mục đích để cắt đứt đi sự vọng tưởng nhiễu loạn du sĩ này, chấp vào cái có, cái không, cái sanh, cái diệt. Trong khi ngay nơi có đã là có không, ở trong cái không đã có mầm mống của cái có. Có và không tương tức tương nhập lẫn nhau. Và một hành giả cần phải thấu đạt được điều này, chứ không chấp chặt vào ngôn ngữ. Cho nên có người á nói rằng cái câu chuyện này rất là hay, của Đức Phật với lại du sĩ khổ hạnh Vatchago. Nhưng mà lẽ ra đó Đức Phật phải im luôn, đừng có giải thích cho tôn giả A Nan. Tại vì sau khi cái ông du sĩ ông đi rồi đó, thì tôn giả A Nan mới hỏi Đức Phật là tại sao Ngài lại im lặng, tại sao Đức Thế Tôn không trả lời linh hồn có hay không. Như vậy có thật là linh hồn không có hay sao? Nhưng mà Đức Thế Tôn lại tiếp tục giải thích. Thì có một số nhà nghiên cứu, không biết nghiên cứu cách gì, nghiên cứu theo cái lập trường gì, mà nói rằng lẽ ra Đức Phật im lặng luôn, đừng có giải thích cho tôn giả A Nan. Thì như vậy nó mới tuyệt vời. Cũng giống như Ngài Triệu Châu, khi thì giả hỏi cũng im lặng không trả lời mà biểu uống trà đi. Thì cho rằng câu chuyện của Đức Phật như thế, nó chưa phải là đỉnh cao của thiền. Nhưng chúng tôi lại nghĩ khác. Chúng tôi nghĩ Đức Phật phải giải thích cho tôn giả A Nan, bởi vì đó là trách nhiệm. Trách nhiệm của Đức Phật. Và Đức Phật đã biết sử dụng được cái tài năng ghi nhớ của tôn giả A Nan. Nếu như Đức Phật không giải thích thì sau này tôn giả A Nan đâu có lặp lại ở trong đại hội kiết tập lần thứ nhất những điều mà chính tôn giả A Nan được nghe từ nơi Đức Phật. Sau khi hai lần giữ thái độ im lặng với du sĩ Vatchago thì lẽ ra Đức Phật cũng phải giữ im lặng với lại tôn giả A Nan. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại giải thích cho tôn giả A Nan là phải chấm dứt con đường nói năng và phải cắt đứt khái niệm tư duy của con người thì mới có thể có cơ hội tiếp cận với sự thật. Như vậy thì tại sao Đức Phật không chịu giải thích ngay từ đầu cho du sĩ Vatchago này? Tôn giả A Nan nghe cũng có thể lặp lại ghi nhớ và nhắc lại, nhưng không. Tại vì tôn giả A Nan nghe với trạng thái ghi nhận, hoàn toàn không tư duy về lời Đức Phật nói, không suy nghĩ về lời Đức Phật nói và cũng không thêm không bớt gì trong lời Đức Phật nói. Nhưng mà đối với du sĩ Vatchago thì khác. Ông ta tới chất vấn Đức Phật và ông ta cố gắng dùng tất cả những kiến thức mà ông ta cho rằng là đủ sức để mà tranh luận với Đức Phật và đã phá tư tưởng của Đức Phật. Đức Phật cảm nhận được điều này. Vatchago tới không phải để tu tập, để hỏi đạo mà hành đạo, mà mục đích là tới để chất vấn, để hơn thua. Ngày xưa Đức Phật gặp nhiều du sĩ như thế lắm. Người ta chưa đón nhận Đức Phật và thậm chí người ta còn phản đối Đức Phật, còn ganh tị Đức Phật giữa các học thuyết mà họ đang giữ và một
truyền thống tu tập bao nhiêu lâu nay bây giờ đã bị lật đổ bởi cái tư tưởng cách mạng của Đức Phật, đó là không có giai cấp. Khi mà nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, Du sĩ Vatthago tới hỏi Đức Phật với một dụng ý khác, muốn hơn thua. Cho nên Đức Phật không trả lời. Sự im lặng của Ngài muốn cho Vatthago chấm dứt đi cái con đường ngôn ngữ, con đường tranh đấu, con đường hơn thua, con đường của khái niệm mà ngày xưa Ấn Độ cổ đại đó, thưa đại chúng, là người ta rất chú trọng tới những cái vấn đề mà tranh luận với nhau. Cho nên là nghe ở đâu có những luận sư nổi tiếng là người ta đưa con tới, người ta gửi con tới đó học. Và Đức Phật đã nhiếp phục những cái vị luận sư nổi tiếng thời bấy giờ như là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, có thể nói là những đại luận sư. Nhưng mà Tôn giả Xá Lợi Phất được Đức Phật nhiếp phục rất là đơn giản, thông qua đệ tử của Ngài. Khi Ngài Mục Kiền Liên nhận thấy cái sự điềm đạm mà chưa bao giờ thấy được ở một tu sĩ, qua cách đi đứng nói năng của Mã Thắng, Ngài Mục Kiền Liên mới tìm tới hỏi là đạo sư của thầy là ai? Và vị đạo sư đó đã dạy thầy những gì? Thầy Tỳ Kheo Mã Thắng lặng lẽ ngồi xuống và bình tĩnh trả lời: đạo sư của tôi là Đức Thế Tôn Sa Môn Cồ Đàm, dạy tôi đơn giản lắm, không có đạo lý gì hết. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Hai câu thôi, ngay nơi đó Tôn giả Xá Lợi Phất đã chứng được quả thánh thứ nhất. Hay quá, chân lý này hay quá, chưa bao giờ Tôn giả được nghe. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả ngay từ đầu. Kính thưa toàn thể đại chúng, ở đây chúng ta hiểu thêm một chút về cái sự im lặng của Đức Thế Tôn đối với lại du sĩ Vatthago. Động lực mà Vatthago đến để hỏi Đức Phật xác định một điều rõ ràng rằng đó là ngã chấp, ngã kiến. Tức là do quan điểm cá nhân và chấp chặt vào cái hiểu biết của mình, cho nên du sĩ Vatthago đã đi tới hỏi Đức Phật những điều không cần thiết như thế. Thì bây giờ mình trả lời linh hồn có hay không thì nó vẫn vướng vào trong cái ngã. Bảo không cũng không được mà bảo có cũng không xong. Cho nên tốt nhất Đức Thế Tôn phải im lặng để giúp cho du sĩ Vatthago này không rơi vào cái con đường đoạn diệt và cũng không chấp vào cái tính thường hằng mà các giáo phái của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ thường bị rơi vào hai quan điểm này: có không sanh diệt. Tức là nếu nó có thì rơi vào thường hằng, nếu bảo rằng không thì sẽ rơi vào cái vấn đề đoạn diệt. Mà hễ chấp vào đoạn diệt, chấp vào thường hằng thì lập tức chúng ta sẽ xa rời thực tại, nhiệm màu. Các pháp vốn không phải như thế. Thực tại của các pháp vốn không sanh, không diệt. Chúng ta làm lễ tắm Phật đó, chúng ta đọc cái bài kệ đó không? Bất sanh bất diệt lão Cồ Đàm. Cho dù là Đức Phật sanh ra ở Ca Tỳ La, nhập diệt ở Câu Thi Na, nhưng Đức Phật vẫn tuyên bố rằng là không sanh không diệt. Là để cho đối phương không rơi vào các cái thuyết đoạn diệt hoặc là thuyết thường tại. Cả hai thứ này Đức Phật khẳng định đó là tà kiến, tức là cái nhìn sai. Tà kiến là nhìn sai, nhìn không đúng.
Và tà kiến này có thể dẫn chúng ta đi tới những cảnh giới khổ đau, không bao giờ có cơ hội để chạm tới sự an lạc, giải thoát đích thực. Cho nên gọi là tà kiến. Chính vì lẽ đó Đức Thế Tôn im lặng để giúp cho du sĩ Vatsago này sống trở lại với sự thật nhiệm màu của mình. Hãy rời xa đi tư tưởng thường tại và tư tưởng đoạn diệt, không chấp ngã, không chấp vào quan điểm của mình, để hiểu được rằng có không chẳng qua chỉ là hai dòng nó đắp đổi nhau cho một sự sống, chứ hoàn toàn không phải là thực là cái này không có cái kia, thực là cái kia không có cái này. Không phải như vậy. Trong sanh đã có diệt, trong diệt đã có mầm sanh. Cho nên Đức Phật mà khẳng định với lại Vatsago nói rằng có linh hồn, thì điều đó đi ngược với lại những giáo lý của Đức Phật dạy bấy lâu nay, tinh thần vô ngã. Nếu Đức Phật nói rằng có là thì vô ngã nó bị sụp đổ rồi. Nói như vậy không có ngã thì chúng ta lại rơi vào tà kiến, đó là chúng ta đoạn diệt. Cho nên Đức Thế Tôn không thể nói những điều như thế trước cái ông du sĩ mà muốn hơn thua và đang kẹt vào cái tư tưởng tà kiến dị biên này. Du sĩ Vatsago, từ bấy lâu nay ông ta được học một giáo thuyết rằng có một cái ngã nào đó chi phối chúng ta. Và cá nhân của chúng ta là một tiểu ngã, mỗi suy nghĩ của chúng ta là một tiểu ngã, và chúng ta tu tập như thế nào đó, hành trì để cái tiểu ngã này nó hòa nhập với cái đại ngã là được sanh vào cõi trời phạm. Đó là giáo thuyết mà du sĩ Vatsago nói riêng và tất cả giáo nghĩa của thuộc áo nghĩa thư của Bà La Môn giáo đều dạy như thế này. Cho nên Đức Phật không có thể nói có hay nói không được. Đức Phật mà nói không thì ông nói khổ chưa? Bấy lâu nay tôi học có một cái ngã, mà bây giờ Ngài nói là không thì làm sao? Nếu Đức Phật nói có thì ông bảo rằng có cái gì tồn tại đâu? Không có cái ta thì làm sao nó tồn tại? Để chúng ta thấy được rằng cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Vatsago thật sự là một cuộc đối thoại mang tinh thần ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tức là phải cắt đứt con đường ngôn ngữ và chấm dứt cái khung trời khái niệm. Kính thưa đại chúng, con đường ngôn ngữ là một con đường rất là thiết yếu, bởi vì ngôn ngữ là phương tiện chính để chúng ta truyền tải những thông tin cho nhau. Mà bây giờ chúng ta tu tập mà chúng ta cứ im lặng, chúng ta không thèm nói, thì không khéo người khác người ta hiểu rằng là mình là tu sĩ câm. Nhưng mà chúng ta phải biết sử dụng cái con đường ngôn ngữ này để làm lợi lạc cho người khác và làm an lạc cho chính bản thân mình. Còn khi chúng ta nói mà nó không nhầm vào cái sự tịnh lạc cho mình và cho người, thì lập tức chúng ta phải kiểm soát và hạn chế, dừng lại. Chứ đừng có mà nói cho nó đã cái nư giận của mình, cho đã cái cơn tức trong mình là không được. Giống như cái sư cô về quận tư mà đánh đệ tử đó, thấy ghê không? Quý cô có xem cái clip đó không? Không xem hả? Trời ơi, sư Minh Nguyệt, sao không xem? Có hả? Khủng khiếp ghê lắm. Tát đệ tử 4 cái thẳng tay. Tát mạnh thiệt là mạnh. Chúng tôi thấy tội nghiệp cái đứa nhỏ đó quá. Cái mặt của mình mà lớn như vậy mà đưa cô đó tát chắc rớt răng. Nhưng mà cái hành động đó đó, chúng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ vì cái cô đó không có kiểm soát được, cho nên là dạy đệ tử nó mất đi cái tinh thần từ bi. Nhưng mà cái câu nói của cái sư cô đó nói với lại cái chú thị giả, cái chú đệ tử, cái chú chớp còn lại đó, mà nắm cái chú đó để cho cổ đánh á, là mày thấy chưa, mày thấy tao hành hạ nó chưa, mai mốt mày mà gian dối nữa tao sẽ đánh mày gấp 2 lần như vậy. Kinh quá. Kiểu này xin lỗi, ở đời ế là chắc.
đối với người tu, chúng ta phải cẩn hành trong tất cả các cái cách hành xử, lời nói và ngôn ngữ. Trong cái lời nói của cô đó răng đe cái người đệ tử đó, nó không có cái chút gì của cái người có tu tập hết á. Thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá, nhưng mà vẫn còn giáo dục được. Chúng tôi nghĩ là còn giáo dục được. Lúc này chúng ta nên giang tay đón sư cô đó, nhất là bên phân ban địa giới, để giáo dục cổ lại, để dạy cổ lại rằng sư chị đã quá sân si rồi, chị phải hiền lành lại, chị dạy đệ tử lại mà mang cái lòng từ ái đó, kêu đệ tử tới rồi mình phân tích nó, con có nhận những khuyết điểm không, con có thấy con sai không, bắt nó cúi xuống đánh nó 2-3 roi chứ ai mà tát vô mặt nó mà đánh ghê gớm quá vậy, khủng khiếp. Nhưng ai mà quay cái clip đó mà quăng lên mạng đó mới là tội lỗi ghê gớm, cái đó mới là tội đồ của Phật giáo đó, cái đó mới là làm cho thân Phật chảy máu đó. Cho nên quy cho cùng, quý vị thấy không, toàn là chúng ta bôi mặt xấu nhau, chúng ta làm cho trong cái tổ chức Phật giáo có thêm kẽ hở để cho những người không có cảm tình với Phật giáo họ đả phá, họ chỉ trích. Hễ cái mình coi cái đĩa đó, mình coi cái clip đó, bản thân mình, thí dụ mình có con, mình có dám gửi con đi tu không trời? Không dám đâu, thiệt là không dám, thấy sợ quá. Cho nên người ta viết những comment đó, sao dám gửi con đi tu nữa đây. Nhưng sau đó là cả những cái suy tư về Phật giáo bị người ta xăm soi, bị người ta nặng nhẹ, người ta nói này nói kia, do những cái hành động thiếu tuệ giác của mình. Có thể chúng ta cũng không có sân si một cách mà nó quá thô lỗ như thế, nhưng bảo rằng chúng ta không có sân si là nó không có đúng. Tại ai nuôi đệ tử, ai dạy đệ tử đều cũng bực mình vì đệ tử hết á. Chúng tôi đảm bảo cái này có, chắc chắn. Phải không sư Minh Nguyệt? Dạ phải. Để chia sẻ với lại quý cô một nghệ thuật dạy đệ tử. Chúng tôi thì cũng chưa có giỏi gì, nhưng mà chúng tôi có nhiều đệ tử xuất gia, khoảng 100 người. Có những lúc bực lắm, nhờ đệ tử làm nó không làm, cái chúng tôi mới đi làm. Đi làm thì khi mình ông thầy mình đi làm là nó khác, nhưng mà làm với một cái tinh thần hoan hỷ ấy, chứ không phải là dằn mâm sáng chén đá thúng đụng nia nha. Để làm mình khát nước, mình nhờ rót nước uống, không rót mình đi rót, rồi rót xong mình rót cho nó một ly nữa, con uống đi con, lâu lâu sư phụ phục vụ cho con để kiếm một chút phước. Trời ơi, mà nói ngọt ngào, nói nhẹ nhàng vậy, mày uống đi rồi mày thấy cái cảnh nghe con. Chùa chúng tôi là con trai mới lớn cơ mà nó dục chạc, nó ở dơ ghê lắm. Đôi dép màu trắng biến thành đôi dép màu đen. Nó màu đen thì nó quá đáng, chứ thực ra là nó thấy gớm ghê lắm. Kêu chà, con quên sư phụ, con bận. Mà đúng là thật ra là thời buổi này mà diện viên tu vẫn giữ được trú dạ lục thời là khó lắm. Ngày nào cũng như ngày nãy, còn hơn lục thời nữa. Tối tụng kinh xong còn phải tụng luật trường hàng, chúng sa di. Phải tụng luật trường hàng, tối tụng 2 quyển, sáng công phu xuống tụng 2 quyển. Nên là mỗi ngày vẫn phải tụng một bộ luật trường hàng. Sáng ăn quả đường xong vẫn tụng cảnh sách, không tụng cảnh sách thì tụng phát bồ đề tâm văn. Còn chúng tỳ kheo thì một buổi tụng luật tỳ kheo, buổi tụng luật Bồ Tát, cho nên ai cũng phải thuộc hết, phải đọc. Cho nên nhiều khi nó cũng không có thời gian, thật là nó không có thời gian, rồi lao động nữa. Chùa nhằm lúc mà đang hoạn nạn bị giải tỏa, phải lao động cực lực làm mệt lắm. Mình kêu hoài mệt quá, thôi để sư phụ phát tâm đi chài dép cho có phước, gom một đống dép lại mà đem xuống, bưng xuống mình ngâm nước rồi mình chà. Có đứa nó, ơi chư thiên chà dép cho mình, quên ơi đẹp quá. Nó đâu biết mình chà mệt gần chết, đúng là cái thằng khỉ, nó không biết. Rồi bắt đầu nó đi hỏi nhau, ai chà ai chà. Có đứa cũng vô tư, ai chà cũng được, mình có dép sạch mang nữa. Tới khi nó hỏi cho ra được, tới nơi sư phụ chà, thế là mang dép rón rén chứ không có đi ào ào nữa.
mang từ từ với nhẹ nhàng, từ đó nó phải trà thôi. Chứ bây giờ mình la tụi bay ở dơ quá đi, sư phụ mệt quá đi, rồi mình bưng một cái thao dép, mình quăng một cái đùn, rồi mình trà sư phụ, trà cho sư phụ mệt cho chết luôn cho rồi đi, ở đây phục dịch hoài. Khỏi, mình bưng mình trà nhẹ nhàng, mà trà thầm lặng xin lỗi chứ là như ăn trộm vậy đó. Phải lén nó đi ăn cắp dép nó, nhằm cái lúc mà nó đang học, đang gì đó, rồi gom hết dép đó đi trà, rồi sắp lại ngay ngắn đẹp đẽ đàng hoàng, mang đi con. Mà vừa trà mà mình còn phải hồi hướng, nguyện cho ai mang dép này, mong cho nó mau thành Phật. Nó thành Phật mình mới khỏe, chứ nó thành quỷ thành ma mình mệt ghê lắm. Nó thành chúng sanh trai mà mình cũng tức nữa, rồi mình cũng cộng nghiệp với nó nữa. Cho nên á, xin lỗi, không phải là mình có cái suy nghĩ tiêu cực, không tin vào giới trẻ, nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi cũng lớn tuổi rồi, chưa già bằng mấy ni sư, mấy ni trưởng, nhưng chúng tôi cũng lớn rồi, cũng có nhiều đệ tử. Chúng tôi thấy sư ông hồi xưa đó nhắc chúng tôi hoài, ông nhận đệ tử ông sẽ không tu được, nhận đệ tử nhiều sẽ không tu được, nó sẽ làm phiền ông rất là nhiều. Tại vì ở viện chuyên tu đó là luôn có cái tôn chỉ là nhận đệ tử như là cha mẹ, thay thế cha mẹ để chăm sóc con cái của họ. Tới chùa xách cái tay không đó thôi, chùa lo hết tất cả, ăn mặc áo quần thuốc thang bệnh hoạn gì chùa cũng lo hết, gia đình không cần phải đóng góp, không cần gì hết, phải lo hết á. Rồi chúng tôi đi giảng ở đâu là cũng phải cho đệ tử đi theo, tạo điều kiện cho mấy chú đi. Nhiều khi chị dẫn nó đi á, nó nói nghe dễ thương lắm. Ô sư phụ cái này nhà lầu hả sư phụ, sư phụ cái này xe hơi hả sư phụ, nó làm giống nó ở trong rừng 80 năm mới ra vậy. Thiệt là mấy cái đứa quỷ này. Mà đi thì đi bằng xe, ở xa nữa là đi bằng máy bay, thậm chí đi nước ngoài hoằng pháp. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho một vài chú để đi. Mà nuôi đệ tử đúng với cái tinh thần của người cha, người mẹ, đó là trách nhiệm của người thầy, xem đệ tử của mình là hơi thở của mình. Và ngược lại, người đệ tử phải xem thầy của mình như là sinh mạng của mình. Ở trong luật Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ đối diện trước những cái chú đệ tử không ngoan, những người đệ tử mà nó lì lợm, nó nghe bạn bè rủ rê học xong rồi mua đất, mua cốc, mua cất am, các đồ này kia ở, mình sẽ cảnh báo cho nó. Thì tư cách mình làm người thầy, mình dạy pháp hành. Mình dạy pháp hành tức là mình dạy những cái phương pháp thực hành, làm sao để đệ tử của mình có thể an trú trong pháp, khi thực hành pháp và thành tựu được thắng pháp. Trách nhiệm của mình thôi. Còn đệ tử của mình nó có quyền chọn lựa. Vì mình là gì? Mình là bến đò, còn đệ tử là những con đò. Thì đò thì có nhiều bến, và chúng ta là một cái bến nhỏ thôi. Cho nên không có nên giữ chân đệ tử, không có nói trách nó hờn gì. Nó cảm thấy nó không an lạc khi ở với mình, nó cảm thấy nó tu tập không giải thoát, thì mình có trách nhiệm mình nhắc nhở nó. Con à, con rời khỏi nơi này, con đến nơi đó, con sẽ gặp những khó khăn này, ABC vậy đó. Mình nêu ra. Thí dụ như quý cô bây giờ đi lập cốc, lập am, xin hỏi thiệt, quý cô tu có an lạc không? Có an ổn không? An ổn khỉ mốc. Làm gì có? Có làm sao mà đi bán nhang, đi bán quần áo. Nói cái chuyện ăn uống đó cũng là đã khổ sở rồi. Trong cái xu thế bây giờ Phật tử đó đã giảm niềm tin với tăng sĩ trẻ, thì các bạn đừng ra lập thất. Nếu lập thất bạn phải tự bươn chải. Cho nên có chuyện sư cô bán hàng online ở chợ Nguyễn Tri Phương gì đó, để bán rau đó, phải có phải không? Để bán rau đó. Rồi giáo hội nhắc nhở cổ này vậy, chứ mấy chùa ba có phòng phát hành á, cũng giống như con thôi. Xin lỗi nói đụng chạm chùa Quế Lâm. Cổ nó cũng là hình thức buôn bán thôi. Đúng là một cái sư cô mà vô pháp vô thiên. Bây giờ xin nói nhỏ thôi, nói nhỏ nghe thôi. Lập một cái cốc, một cái am, con đường để hợp thức hóa của nó là con đường mấy năm, bao nhiêu năm tháng đó, chúng ta tốn bao nhiêu công sức tiền bạc.
Rồi Phật tử, tôi ủng hộ cho cô mua mấy đất này, đồng với nghĩa rằng tôi cũng có một chút quyền ở trong đây đó. Cô không phải mà muốn làm gì làm theo ý cô đâu. Sao tôi nói làm này sao cô làm kiểu kia? Tôi nói gắn cái cửa chỗ này sao cô gắn cái cửa chỗ đó? Có đúng không quý ni sư? Đau khổ lắm. Chúng tôi có đi dự lễ bổ nhiệm trụ trì, xin lỗi, lễ nhập tự chứ, của một sư cô là học trò chúng tôi ở, chúng tôi dạy học ở tu viện Huệ Quang đó, trong cái trung tâm dịch thuật Kháng Nơm đó. Thì sư cô đó 40 mấy tuổi rồi, gốc miền Bắc, vô đây tu học cũng tốt, học cũng giỏi, nhưng mà đi đâu đi lãnh cái chùa ở vùng sâu vùng xa trên Đắk Lắk đó. Chúng tôi thấy cô đó học cũng giỏi, cho nên rồi các thầy các cô mời năn nỉ quá chúng tôi cũng đi. Để tới chúng tôi thấy một Phật tử xài xẻ sư cô đó. Tôi biểu sao cô không nghe? Tại vì cái bà đó là bà ủng hộ cho, ủng hộ tài chánh chính cho cái buổi lễ đó, là mà thống nhất cái chuyện mà mua quà, mua cáp này kia tặng đó. Đại khái tức là bà muốn tặng cái bộ ấm chén, bà nói ai cũng cần. Sư cô thì thích tặng cái đồng hồ, tại cái đồng hồ nó rẻ tiền hơn cái bộ ấm trà. Mà sư cô giải thích là cái đồng hồ ai cũng sử dụng, còn bà nói chùa ai cũng có đồng hồ sẵn hết rồi. Còn cái ấm trà người ta không xài, người ta đem cho người khác, cũng có cái tên chùa mình trong đó. Tôi biểu sao cô không nghe? Trời ơi, mình nghe mà nó nhói tim. Con mình, đệ tử mình, nó đi trụ trì mà nó bị người ta xài xẻ như vậy, có phải sư phụ đau lòng lắm không? Có phải cha mẹ đau lòng lắm không? Nhưng mà cho đáng đời. Tức lắm. Đó. Như vậy mà cứ nhau, cứ nhào ra lập thất, lập am, lập cốc. Mình phải ở trong đại chúng mình mới an lạc. Và cái xu thế ngày nay là người ta tin một cái đại chúng đông, người ta luôn tin tưởng một cái trú xứ có đông người tu tập, ta luôn tin cái điều đó. Tại sao mình không ở? Trời ơi, đánh kẽn đi chấp tác thì chúng ta xách cuốc đi chấp tác, lắc chuông đi tụng kinh thì chúng ta đắp y đi tụng kinh, nó khỏe không? Sống một đời vô lo vô tư, đằng này đi ra một bịch gạo cũng phải lo. Hết bảo hiểm rồi, bảo hiểm hết hạn rồi, chưa có tiền để mua lại. Lo bệnh hoạn, lo đủ thứ hết. Mà người tu mình đâu phải là mình sống một mình độc lập. Giáo hội cần, giáo hội kêu, bây giờ mình là người hợp pháp mà mình ở cơ sở bất hợp pháp. Giáo hội có việc gì đó, vận động, mình nói tiếng không được không? Trong khi chuyện lớn, chuyện nhỏ gì mình cũng chạy tới mình nhờ giáo hội can thiệp, giúp đỡ mình, mà bây giờ giáo hội có chuyện, rồi chúng ta nói không à. Rồi mình cũng có huynh đệ học chung, bạn bè này kia, rồi người này có chuyện, người kia có chuyện, chúng ta nghe rồi chúng ta nín được à, chúng ta ngó lơ được à, cũng phải chạy tới. Cho nên nó có vô số những việc mà dính tới tiền, tới chi phí, mà trong khi khả năng chúng ta không có, tài chưa có, đức chưa có, đạo hạnh chưa có, thì làm sao chúng ta có tài chánh? Mà người mà lo chúng ta tài chánh thì xin thưa, người đó quản lý mình rất là chặt, rất là phiền. Phiền lắm. Vậy mà cứ ham đi trụ trì, trời ơi khổ ghê vậy. Chúng tôi nói bây giờ có một số trụ trì nó đang chờ treo cổ chết á, mệt quá rồi. Nó có mấy của mấy thầy mấy cô học trò chúng tôi đi ra ngoài Bắc trụ trì cách đây 10 năm 10 mấy năm, bây giờ đã làm chùa tạm ổn rồi. Nhưng mà cái tập quán chùa ngoài Bắc là chùa làng, chùa của làng, ông thầy chỉ ở đó giữ chùa thôi. Tất cả đều là làng đó, nó có một cái hội, nó quản lý chùa rất là chặt tất cả mọi thứ. Giờ mệt rồi, nói sư phụ ơi con giao chùa đi, con không chịu nổi nữa, con về đây con sống với chúng. Nó bỏ tật mày lo nhoi ở đó mấy chục năm, xin lỗi, ở đây 20 năm không chịu yên. Ra đó, vô chùa từ nhỏ, ra đó phải y chỉ, phải nương một vị tôn túc. Nhưng mà thật ra y chỉ hành chánh để hợp thức quá, để có cái chỗ nương tựa để làm giấy tờ thôi, chứ không đúng nghĩa của cầu y chỉ ở trong luật tứ phần.
Đâu giờ mệt thì kiểu giao chùa, chúng tôi đâu có dám nhận, chứ thôi thôi con, thôi thôi, được rồi. Không ham. Không ham ruộng cả ao điền, chỉ ham cái bút cái nghiêng anh đồ. Đó là tôn chỉ lấy chồng của các cô gái ngày xưa. Tức là trọng về cái học thức. Mình cũng vậy, không có ham nhiều chùa, nhiều đất, nhiều đai cho mệt. Không tin hỏi mấy sư ở Quế Lâm đi. Giờ quét cái chùa này không cũng ná thở. Quét cái chùa này không cũng đủ mệt chứ đừng có nói. Mà bữa nay người ta lấn đất chỗ này, ngày mai người ta xô rào chỗ kia. Rồi nước ngập nữa bây giờ. Hồi xưa cái chùa này nó cao cái đường. Bây giờ cái đường nó cao hơn cái chùa. Rồi làm sao mà nâng đất lên hết nguyên cái khu khuôn viên này. Nó cả một bài toán khó, nan giải vô cùng. Cho nên chúng ta có nhiều, chúng ta sẽ khổ nhiều. Mà có từ trong quan điểm, có kẹt ở trong cái ý thức, cái kiến thức của chúng ta, cái đó còn khổ nữa. Mà đa phần các bạn tăng ni trẻ bây giờ hay vướng vào trong cái kiến chấp của mình. Đi học rồi, có bằng cấp rồi, về chê sư phụ mình dốt nữa. Sư phụ nó dốt thì đúng thiệt, không có qua trường lớp, nhưng mà nói ra một lời bao nhiêu người kính nể. Còn ảnh có bằng cấp treo khắp mình, mặt tiền, mặt trước, mặt sau, mặt không gì, có bằng cấp hết. Nói ngoài nghe. Chúng tôi có đi về miền Tây ở Kiên Giang, chúng tôi giảng một cái chùa, một cái tinh xá. Ni trưởng đó không có biết chữ. Không biết chữ. Tu từ nhỏ, 7-8 tuổi vô chùa. Nhưng mà chúng tôi học được cái cách hành xử của ni trưởng đó. Một đứa nhỏ nó chạy té. Nó giỡn ồn ào. Ni trưởng tiếp chúng tôi mà nó giỡn ồn ào, chúng tôi cũng bực mình nữa. Đứa nhỏ khoảng chừng 4-5 tuổi vậy. Nó leo lên cái bàn, nhào xuống té. Gặp chúng tôi là chúng tôi la rồi. Nhưng mà ni trưởng chạy tới đỡ nó phủi phủi. Mẹ mẹ con đâu, mẹ con đâu rồi. Đứa nhỏ thì nó khóc. Ni trưởng thì cúi xuống phủi phủi rồi thổi phù 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 vậy đó. Hình ảnh nó đẹp vô cùng. Rồi đích thân ni trưởng nó dỗ đứa nhỏ nó dẫn đi kiếm mẹ nó trả lại cho nó. Rồi xong á, ni trưởng lật đật chạy vô, đi lạch bạch vậy đi vô kiếm cái cục kẹo, cái bánh gì đó đem ra cho nó để nó nín. Tôi để ý. Ni trưởng nói với người mẹ: con ơi, dẫn con nít vô trong chùa đó phải để ý một chút. Nó leo trèo, nó té, gãy tay, tội nghiệp nó. Thì gặp tôi là tôi nói: mẹ gì mà hư quá, bỏ con chạy lung tung. Thấy không? Cái cách giáo dục của ni trưởng, cái đó đâu phải bằng cấp dạy, đâu có trường lớp nào dạy. Mà nó xuất phát từ đâu? Từ tấm lòng. Tấm lòng từ ái của một người tu rất là cần thiết. Chúng tôi học được cái công hạnh đó của ni trưởng. Khi chúng tôi giảng xong đó, chúng tôi đi một vòng. Chúng tôi thấy ni trưởng bưng một cái rổ mướp. Ni trưởng đem ra cúng dường chúng tôi 2 trái mướp. Một rổ mướp mà cúng dường có 2 trái rồi, có tức không? Chúng tôi nói: ni trưởng à, mướp này ở chùa con cũng có trồng. Biết rồi, chùa thầy cái gì cũng có. Nhưng mà cái mướp này nó ở đây trồng nó ngon lắm. Chúng tôi là ổng ẻo đó, chưa chắc ai trồng ngon hơn ai. Ni trưởng nói: con trồng á là chỉ bỏ phân bò thôi, còn thầy bỏ phân hóa chất, chứ không dùng chữ hóa học, bỏ phân hóa chất cho nên độc lắm. Là chúng tôi mới nói: sao bưng một rổ mà cho cái 2 trái là sao? 2 trái đủ rồi, cái này để cho mấy bà già kia, con cái bà không có nuôi. Dễ thương không? Cái con đường hóa độ của một bậc chân tu nó vượt cả ngôn ngữ. Không có ngôn từ nào diễn đạt cái con đường hóa độ đó hết. Cũng không cần phải phô diễn hình thức mang hia đội mão đồ tiến sĩ tiến sọt gì đó. Một tu sĩ không cần mấy cái đó. Đem một trái mướp thôi cũng có thể giáo hóa được, cũng có thể hóa độ được chúng sanh. Dẫn một đứa con nít nó bị té tới cũng dạy được người mẹ cách chăm sóc con. Tặng chúng tôi 2 trái mướp thôi cũng gửi gắm cho chúng tôi một cái chữ: đủ rồi. Chứng tỏ rằng là mình hơi tham.
Chúng tôi kính ngưỡng những người đó, những người thật tu. Lời nói của những người đó là những bài kinh không chữ. Cái đó gọi là vô tự chân kinh. Tại vì họ nói xuất phát từ cái tâm đức của một cái người gọi là tâm hạnh tương ưng. Tức là suy nghĩ và cái việc làm của họ nó khớp với nhau. Thì cái đó là một bài kinh để gợi gắm cho chúng ta, để nhắc nhở chúng ta, để dạy dỗ chúng ta. Các bạn trẻ bây giờ các em ỷ lại mình có chức vụ rồi mình có bằng cấp cho nên xem thường người khác. Chúng tôi nghĩ rằng 10 năm nữa, 20 năm nữa sẽ còn những thảm kịch dẫn đến cho Phật giáo. Bởi những con người như thế nắm quyền điều hành Phật giáo. Cho nên chỉ tha thiết mong mỏi rằng chúng ta hãy quay trở về với lại tâm niệm đầu tiên của mình. Lúc mà chúng ta bắt đầu mới phát khởi bồ đề tâm, xuất gia tu tập, chúng ta hãy trở về cái tâm nguyện với những giọt nước mắt tinh khiết khi tóc chúng ta rơi xuống. Hãy dùng cái tâm niệm đó đi đến cuối đời thì chắc chắn rằng Phật Pháp như một viên kim cương lấp lánh, như một ánh đuốc soi đường để cho người ta thấy được đường nào tìm về bến bờ an lạc. Và ngôn ngữ, chúng ta cũng phải biết cách để sử dụng, làm sao để mình không có bị kẹt, người khác cũng không bị vướng, mình và người khác đều được an lạc bằng chính ngôn ngữ của mình. Điều đó hoàn toàn do sự vận hành của tâm thức. Nếu mình có một cái tâm thức trong sáng, mình có một cái đức hạnh cao cả, thì không bao giờ chúng ta nói những lời thừa, không bao giờ chúng ta có những lời vô nghĩa, không bao giờ chúng ta có những cái giọng điệu hách dịch, xem thường người khác, không bao giờ. Người tu mà cẩn trọng thì mỗi lời nói của họ là một đóa hoa sen, mỗi một hành động của họ là một ánh đuốc soi đường. Nếu như thế thì chính là chúng ta đang làm lan tỏa ánh sáng của đạo Phật. Bằng ngược lại, chính chúng ta là người làm cho trái tim của Đức Phật rỉ máu. Cho nên khi nói năng, khi hành xử, chúng ta phải hết sức là cẩn trọng, hết sức là cẩn mật để mình và người khác đều được an lạc. Đó chính là việc làm của một tu sĩ đúng nghĩa.